đang bận dữ lắm. Lúc đó mình nói chuyện sinh con rồi. Em nói em tư vấn, em nói với chị là ôi tại sao chị khi nào mà chị định sinh con chị nhớ hỏi em nha. Đúng không? Chị là em thấy chị rất là hoang mang á trong cái quá trình từ cái nhu cầu sinh con đến sợ sinh con đến khi em nói xong chị rất là tò mò xong rồi em kể từ đầu đến cuối xong cuối cùng chị bảo chị chưa có muốn sinh con. Chưa muốn sinh con trong năm nay thôi. Thế hả? Thế thì em mới bảo là em là một người rất là nhiều kinh nghiệm á, em có thể chia sẻ nó sẽ. Và Hoài chia sẻ rất là kỹ nha mọi người, rất là kiểu như là rất là tâm huyết với chị em chứ không phải là kiểu chia sẻ mà ừ chị phải dạy dạy đâu. Chị ơi, trước khi mà chị có định sinh con trước 6 tháng nha, trước 6 tháng chị phải kiếm em. Tại vì mình phải chuẩn bị trước 6 tháng đó. Chứ không phải là tới lúc mà chị cứng lông thai đâu. Trước 6 tháng chị chuẩn bị á. Lông thai đúng không? Thì kiểu lông nó thai. Lông thai cái kiểu giống như trong phim con gấu đó. Chứ là hôm nay là mình đi show tâm sự mẹ bầu không? Mình đang tâm sự hậu trường mà. Cái này mình đọc sao chính xác, tiếng Anh mình đọc sao cái tư liệu thật chính xác để em đọc theo à? Ok. Chị đọc theo kiểu chị là IVModa. IVModa hả? Còn ví dụ như mỗi người sẽ đọc khác nhau. Nếu mà em muốn biết chính xác thì em phải tìm người sáng lập ra thương hiệu này. Còn chị đọc là IVModa. Đúng rồi, Spring Summer 2020. Ok, đó được rồi. Cái IVModa thôi được. Cái kia dài quá. Ủa sao mọi người? Yên quay kỹ quá. Ông mình sẽ phải lên kia mình gọi. À, phỏng vấn đi. Bây giờ diễn nha. Thảo quen chiếu với em. Bây giờ diễn nha. Chị nói rồi, cho đường công dân. Ủa, nó đang rõ ra khỏi phố. Trời ơi, chiếu quá, nhức mắt quá nè. Ủa, em kiếm rồi ta. Còi tới ghế. Ghế tủ. Chưa ngồi đi. Ở lộn ngồi đấy chứ. Không, em che hả? Trời ơi là trời. Ai vô đẳng nha. Thôi nghỉ nha luôn nha. Nghỉ nha luôn. Được. Ăn đi chị. Trái cây này hoa này, trái cây không? Trái cây của Huệ Phương đưa. Huệ Phương à? Dạ dạ, em cũng mua ở trên đây tới. Thôi muộn rồi. Ra lúc đấy không có trái cây cho tôi ăn mà còn thừa. Tại nó mua trái cây mà còn thừa nó đi. Ủa nói gì đó ai tôi vậy? Trái cây nên bị mắc đâu. Không, tụi mới mà. Anh chịu khó giải quyết luôn mà, nó nói thùng nó đi, cãi nó đi. Sẽ đắp cái đó, chuẩn bị phỏng vấn cho chị ơi. Cứu như vậy cũng đi. Em mới chọc vía ha. Cái gì vậy, chọc cái gì hoài vậy? Chọc vía. Chọc cái gì? Bất lực. Đang kẹt nè. Cái gì? Sao có kẹt cái gì vậy? Trời ơi, xíu xíu quá trời. Kẹt nút lại được không? Được, được, được. Chị khó chịu với em, hình ảnh chị quá. Không, em kẹt đến nút đây nè. Rồi, rồi, cài đã. Rồi, cài đi. Thế giờ chị còn chịu cái gì xíu xíu. Cũng được khung hình đó, mình xích lên xíu. Không, không, chị muốn em. Vậy thôi, ok. Kệ chị đi. Kệ chị đi. Lọc nửa cái mặt vô kỳ cục lắm. Ừ, ừ, nè, thôi đó. Kêu em qua đây ngồi nhá. Ờ. Quay lại giống như chụp hình gia phả vậy đó. Vậy là ba em hay nhìn anh nè. Để với chị không biết là cũng chị bảo vệ chị cũng có mấy thân giống như em. Bảo vệ em vậy. Ờ, thôi chị nói một em thôi. Em muốn thôi á. Ờ. Ờ. Thăm thôi thì mình để cái mặt ngọt giống như thăm sao nhập ngủ hay đó. Cái này là cái mặt đúng đó.
vậy không? Cha sử đầu tâm thiệt. Đợt thấp. Nhảy á. Đứa xem thấp bên. Được chưa? Kinh châu rồi. Mà cái này nó không đẹp hơn. Tẩy trang đi. Ủa? Tẩy trang không rồi nhá. Tẩy trang dầu đúng vậy á. Ai? Có con giấy nè. Ăn đi. Chị ăn ở mình không có nói chuyện giống như lúc bọn mình ở riêng nhau ha. Tại vì mình đâu có ở riêng đâu. Ừ. Xong rồi đi qua đây. Đi đến đi qua đây. Ủa, quên không phải quá gì mà. Ủa, mời mọi người ăn không ạ? Không phải của em. Ủa. 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 Buông máy xuống ăn trái cây luôn. Thôi chị. Thôi. Chị nãy giờ em vô mời ăn hết trơn á chứ gì. Để nhắn tin không? Phải làm phải tham đi tham cứu được. Em rồi em. Em rồi em cảnh gì. Còn phải hẹn đây rồi. Mình nói đều thì không biết được. Khám thật luôn mồi. Khám thật luôn mồi. Chụp hình backdrop nhé. Ok, cảm ơn mọi người. Rồi lên giùm em cái để mời cảm ơn anh. Vô vô chụp thôi. Ok ok ok. Bên này là bên này em. Ok ok em xin phép. Anh xin lỗi không biết. Hai chị em đứng, hai chị em đứng. Chúc mừng mọi người luôn ạ. Có lấy cận nữa. Mọi người không có chụp. Này chắc mọi người